À, chào cô. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Huyền Linh. Nghe cô giáo thấy lớn quá thôi, chào chị đi ha. Cô thấy bạn gái, bạn trai bên đó là sao? Trâm ơi, chị thấy bạn này được hợp với em. Trâm là học trò của chị, có thể nói là một cái người học trò chị rất là thương. Thương lắm, chị chỉ mong muốn rằng khi mà em là bạn trai của Trâm á, chỉ cần chăm sóc cho Trâm, thương yêu. Tại vì Trâm của chị á, chẳng những nấu ăn ngon, trà sữa, bánh, cái gì nó không làm hết á. Thật sự Trâm thì luôn luôn làm cho chị, nhưng bây giờ chị sợ lắm. Cho nên là thôi để Trâm làm cho em đi. Và bây giờ, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh và chào các bạn khán giả. Dễ thương quá à. Dạ. Cô giáo em biết em tham gia chương trình này có gửi tặng cho chị Cát Tường một món quà. Cô giáo của em gửi tặng chị? Dạ. Ủa mà cô giáo em là cô giáo dạy gì? Cô giáo dạy nghề cho em à. Rồi cho chị gửi lời cảm ơn cô giáo em nha. Dạ. Dù chưa biết cô là ai, cảm ơn cô rất là nhiều. Rồi em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Bích Trâm, năm nay em 27 tuổi. Em làm về kinh doanh mỹ phẩm à. Mời bạn nam. Cô gái rất dễ thương đó anh Linh. Mời bạn ngồi. Em chào tất cả quý vị khán giả. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào bạn nữ chưa biết. Bạn tên gì? Dạ em tên là Đặng Công Cầu. Hôm nay em 28 tuổi. Rồi bây giờ mình giới thiệu cho Cầu nghe coi là mình có những cái ưu điểm gì. Dạ ưu điểm của em là em biết nấu ăn. Em biết nấu món Âu, Việt, Hoa, Nhật. Ghê vậy? Dạ. Coi như nấu hầu hết luôn rồi. Dạ. Tại em có đi học một khóa bếp trưởng á chị. Chủ yếu là về sau này nói cho gia đình và chồng ăn. Nhưng mà bạn duyên dáng như vậy mà bạn nói bạn ế là tôi không có tin đâu nha. Dạ tại vì cái môi trường làm việc của em á là em tiếp xúc với nữ nhiều hơn là nam. Cho nên em cũng chưa tìm được một người bạn thích hợp cho mình. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được 2 mối tình à. Mình chia tay bao lâu? Dạ, em chia tay được 2 năm. Một ngày làm việc thì cô giáo có gọi điện thoại nói là Trâm ơi em lên YouTube coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò đi. Chị thấy em nên đăng ký. Dạ, em coi một ngày, em coi tới mấy tiếng đồng hồ, có khi em coi tới 2 giờ sáng. Dạ, em thấy chương trình này hay và em đăng ký à. Và ngày hôm nay em hy vọng tìm thấy một nửa của mình. Trước mắt là em muốn tìm một người để hẹn hò hay là em tính đến hôn nhân luôn? Dạ, em muốn tìm một người tiến tới hôn nhân luôn à. Gia đình mình đã hối thúc gì chưa? Dạ cũng hơi hối thúc rồi, tại vì em trai em đã lấy vợ rồi à. Vậy hả? Dạ. Bạn nữ bên đây có một giọng nói rất là nhẹ nhàng, dễ thương. Bạn nam cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là đúng như vậy, chị nói là bạn nữ nói chuyện rất là dễ thương. Với lại em nghe nói mà biết nấu ăn mà biết hết nấu món Âu, món này kia là em thấy là thích rồi đó. Còn mình thì sao? Bạn có những ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là rất là nhiệt tình với công việc. Nói chung là nhiệt tình với mọi người luôn. Khuyết điểm của em là dễ tin người. Với lại một số tật xấu lặt vặt thôi. Chắc tật xấu nhiều nên em ế nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Dạ 3. Ngắn nhất là mấy tháng? Ngắn nhất là 5 ngày. Trời đất ơi, 5 ngày mà cũng gọi mối tình nữa đó hả? Đâu mối tình nó kể đầu đuôi nghe coi sao mà 5 ngày. Mối tình đó là lúc là còn học cấp 3. Thích con bé đó là... Gì con bé? Bạn đó. Cô bé? Cô bé. Cô bé đó là học kế bên lớp em. Em học A11, bé đó học A12. Nói chung là để ý bé đó được 4 tháng mà không dám nói. Quen có 5 ngày. Thì xong rồi cái ngày nào cũng đứng trước cửa đợi có ba người đó chở tới. Xong rồi đi theo đằng sau dòm vậy đó, đi lên tới trên cầu thang tại lớp kế bên ở lầu 2. Thì 4 tháng sau có cơ hội gặp nói chuyện thì cũng qua lại đó thêm 3 tháng nữa. Xong rồi mới tỏ tình. Tỏ tình xong thì bạn đó nói là thôi bây giờ cho cơ hội để quen thử 1 tuần. Nếu mà được thì quen tiếp, không được thì thôi. Thì quen được có 5 ngày mà nó chia tay rồi. Chưa hết được cơ hội 1 tuần mà mới có 5 ngày chia tay. Ngắn nhất hay á. Bao lâu rồi bạn không có bạn gái? Cỡ 2-3 năm. 2-3 năm. Buồn lắm ha. Bây giờ bạn muốn có bạn gái để quen tìm hiểu bao lâu rồi mình tiến tới hôn nhân? Dạ em nghĩ là nếu mà em tìm hiểu được thì em nghĩ là trong vòng khoảng 1-2 năm là em kết hôn chị. 1-2 năm. Ý bạn gái thấy thì sao? Dạ cũng được chị. Cũng được. Em cũng tính là trong vòng 1-2 năm mà. Vậy mình có những khuyết điểm gì không? Dạ khuyết điểm của em là em hơi giận dai à. Nhưng mà em không có thù dai. Giận dai không? Dạ. Sao nếu mà chị bạn trai chịu khó năn nỉ thì cũng dạ. Được. Ha. Dạ chị bạn trai chịu mở miệng trước thì em huề. Giống như mình nhõng nhẽo một chút vậy thôi. Dạ.
Còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm em là hay thức khuya. Thức khuya làm gì? Em thích coi phim. Thôi ban ngày coi đi, thức khuya quá mau già lắm. 1 giờ thì em mới đi ngủ à. Có bạn trai về bắt ngủ sớm. Dạ. Không có, chị em cũng thức khuya luôn chị. Khuya làm gì? Phim nữa hả? Thì em cũng coi phim luôn chị. Là hai người sở thích coi phim hả? Bây giờ bạn gái giận dai lắm mà bạn trai có biết cách năn nỉ không? Thì giận dai thì em năn nỉ chừng nào mà hết giận thôi à. Có chiêu gì không? Nói mốt biết sao. Trời ơi. Bạn có thể nói cụ thể công việc của bạn làm gì? Em hiện tại là em kinh doanh điện thoại với lại mấy hàng xách tay. Mình đặt ra cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình. Dạ, mẫu người bạn trai lý tưởng của em là người đó phải biết quan tâm, chia sẻ, phải có sống, phải có trách nhiệm, biết yêu thương em. Đương nhiên rồi. Dạ. Cái điểm gì mình không thích ở người đàn ông? Em không thích đàn ông mập. Sao vậy? Đầu hói, em không thích. Mập, đầu hói. Dạ. Nhìn đây, đừng nhìn đây nha. Lên, chịu khó dán dán lên em coi cái. Không có hói. Dán dán lên đi, đừng có ngụy trang. Có không, có tóc đàng hoàng. Dài một thời gian sau, có thể có. Không nên nổi. Hơi mập. Hơi mập. Dạ. Hơi mập thôi, còn gì nữa không? Phải cao hơn em, cao khoảng 1m7. Mũi cao nữa chị, em thích đàn ông có mũi cao lắm. Cao nhiêu? Dạ, 1m8. Đứng lên. Đúng rồi. Tại này hơi mập mà thấy vậy, chứ nếu mà ốm ốm là cao dữ nữa. Sụt xuống chừng 4kg là đẹp. Cảm ơn chị. Để em về, để em kêu bạn em dẫn em đi tập. Thích mẫu người bạn gái lý tưởng như thế nào? Mẫu người bạn gái em thì giống mẹ em. Giàu lòng vị tha, với lại thương người. Em thích. Còn ví dụ như đẹp xấu hay là sao không quan trọng. Chỉ cần người đó tốt, với lại nói chung là trong mối quan hệ gia đình với xã hội là được mọi người yêu mến là ok. Bây giờ lấy vợ về ở đâu? Ở nhà em. Ở với mẹ luôn? Ở với bố mẹ. Bên đây được hết trơn mà giờ ta không chịu làm dâu thì sao? Cái đó từ từ thương lượng lại. Em có ra ngoài sống được không? Dạ, chắc là không quá. Không được. Tại vì giờ còn có ba má à. Bây giờ nếu mà không sống với ba má thì ba má ai lo? Dạ. Nghe bắt buộc làm dâu đó. Làm dâu được không? Dạ, để coi sao ạ. Hôm nay bạn đến đây có ai đi theo ủng hộ? Dạ, em có cô giáo của em. Cô giáo? Cô giáo mà tặng quà cho chị. Dạ, đó, dạ. Ở đâu? Cô đâu? Chào cô. Em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Nghe cô giáo thấy lớn quá, thôi chào chị đi ha. Cô thấy bạn trai bên đó là sao? Trâm ơi, chị thấy bạn này được hợp với em. Trâm là học trò của chị, có thể nói là một cái người học trò chị rất là thương lắm. Chị chỉ mong muốn rằng á, khi mà em làm bạn trai của Trâm á, chỉ cần chăm sóc cho Trâm, thương yêu. Tại vì Trâm của chị á, chẳng những nấu ăn ngon, trà sữa, bánh, cái gì nó không làm hết á. Thật sự Trâm thì luôn luôn làm cho chị, nhưng bây giờ chị sợ lắm. Cho nên là thôi để Trâm làm cho em đi. Với lại đó là chị giỡn thôi, nhưng mà tại vì chị cũng đã có gia đình rồi, có một cái gia đình, thì nhiều lúc thấy học trò của mình lẫy lôi á, thấy rất là buồn, cũng rất là lo, cũng muốn rằng là Trâm có gấu. Cảm ơn cô. Thế cô giáo nói chuyện dễ thương không? Cảm ơn cô giáo. Mình có ai theo ủng hộ mình không bạn? Dạ, có bạn thân của em. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn. Em thấy là bạn gái bên này là để hợp với bạn em rồi đó. Hợp không? Tại vì bạn em cũng là ế thuộc loại là vững bền rồi. Mà em thấy chắc kỳ này hết ế. Ế vững bền hả? Tên này lạ nha. Nhưng mà theo cô giáo thì nói hợp, cô đã phân tích. Còn bạn trai này nói hợp là hợp cái chỗ nào? Em cũng đồng ý với những lời cô giáo nói đó. Hợp, bên kia cũng đẹp, bên đây cũng đẹp. Dạ. Bên kia dễ thương, bên đây cũng dễ thương. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Ông Mai dễ thương, bà mối cũng dễ thương. Ông Mai dễ thương mà mối thì ghét. Không, em nghĩ là cặp đôi này rất là đẹp rồi. Vấn đề quan trọng lại là cảm xúc, trái tim họ có chạm được ngõ vào nhau hay không. Rồi, mình kéo màn lên. Mình cho họ gặp nhau. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Chào em. Dạ. Anh tặng em. Nhìn say đắm luôn. Em cảm ơn anh ạ. Khi mà quay qua thì anh có thấy em khác những cái gì mà anh tưởng tượng sau bức màn không? Anh không có tưởng tượng gì hết mà. Anh không tưởng tượng gì hết à? Không có tưởng tượng ra. Vậy bây giờ là, bây giờ thì quay qua anh thấy em như thế nào? Anh thấy em dễ thương. Nhìn rất là có duyên.
giống đúng như những gì mà hồi nãy giờ chị Cát Tường nói, như cô giáo em nói. Dạ cảm ơn. Vậy em thấy anh sao? Anh thấy ghét. Dạ. Anh có mập quá không? Mập thế. Dạ hơi mập. Anh hơi mập hả? Phải đi. Ủa, nhưng mà sao không thích mập em? Dạ em không thích mấy người mập, và em thích ốm ốm cao cao. Ủa sao vậy? Dạ em thích ốm để em chăm sóc. Rồi chúng ta nói chuyện tình yêu đi. Ủa nãy như anh nói đó, ví dụ giống như là sau này mà làm dâu thì em thấy có được không? Dạ cũng được à, mà anh là ở Sài Gòn luôn à. À Sài Gòn. Hồi nãy nói không có được, để suy nghĩ lại, dán màn lên coi cái hỏi làm dâu được không? Dạ được liền. Tôi hiểu cô rồi đó. Quan điểm về tình yêu của anh là như thế nào ạ? À? Em nói trước đi. Quan điểm về tình yêu của em là khi yêu nhau thì hai người phải bỏ có sự chân thành với nhau. Cái gì cũng phải nói ra chứ không được giấu giếm. Tình cảm thì phải xuất phát từ hai người chứ không có một người nhiều hơn hoặc là một người ít hơn à. Làm sao em biết được lúc nào là nhiều hơn, lúc nào là ít hơn? Dạ nếu mà cái người mà kiểm soát mình quá thì cái người đó là người nhiều hơn à. Vậy là phải kiểm soát đồng đều đúng không? Dạ. Nhưng mà em có nghĩ là nhiều khi là trong tình yêu là cần nên có sự tin tưởng không? Dạ có, phải tin tưởng. Nếu mà tin tưởng thì không nên kiểm soát quá. Dạ đúng rồi ạ. À. Hay lắm, lừa banh hay lắm. Làm bài thơ tặng cô ấy đi. Có bài thơ tặng em. Thơ này ở đâu? Em làm hay sao? Dạ em làm. Rồi. Làm lâu rồi mà chưa đọc. Hay là đọc cho nhiều cô rồi. Em mắc cỡ quá không đọc. Rồi đọc, đọc đi. Đi quay lưng chỗ khác. Người ấy nhìn tôi nở nụ cười, để tôi về lặng lẽ nhớ thương. Người ơi tôi hỏi thầm người nhé, mắt người nhìn tôi ghét hay yêu? Hết hả? Trả lời liền. Ghét hay yêu? Dạ chưa yêu à. Không có, bài thơ thôi. Bạn trai còn muốn nói gì nữa không? Một câu cuối cùng thật tình cảm. Nếu có cơ hội thì cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau, còn nếu mà chúng ta cảm thấy hợp nhau thì chúng ta đến với nhau. Vâng, cảm ơn. Hết giờ. Chúng ta để tay nút bấm. Mặc dù là 2 phút ngắn ngủi nhưng mà vẫn đủ để chúng ta đo được cái cảm xúc của mình, xem trái tim mình nó đang mách bảo điều gì. Bấm nút hay không bấm nút. 1 2. Suy nghĩ thật kỹ. 3. Nắm tay nhau đi bạn. Chưa gì cho lo cầm quà liền. Nắm tay nhau. Ngại chưa? Ngại gì nắm đi. Thế là đúng rồi đó, nắm tay. Không nắm người khác, nắm là không kịp. Nắm lại đó nha. Đó. Nắm chặt quá vậy. Cảm nhận sao? Tim đập thùng thùng. Còn đập là ổn định rồi. Bạn ấy nhìn tôi, bạn ấy cười. Tôi nhìn bạn ấy cũng cười theo. Xin mời chàng trai xuất hiện. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Sao tay lạnh ngắt vậy? Giờ nãy giờ em ngồi đó thấy run quá trời luôn. Gì đâu run? Bạn quê đâu? Dạ em ở Trà Vinh. Em tên Đức, Lê Anh Đức. Lê Anh Đức. Dạ em 26. 26 làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho một công ty in. Làm được bao nhiêu năm rồi? Dạ em làm 5 năm rồi. Kỹ thuật in ha. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. À, dễ thương quá đi. Thật là đáng yêu. Em xin chào chị Cát Tường. Anh xin chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên Nguyễn Thị Cẩm Linh. Em năm nay 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. Cụ thể là em làm việc gì mà... Em làm bên hàng hóa order cho công ty nước ngoài. Linh quê mình ở đâu Linh? Dạ em ở Sài Gòn chị. Ở Sài Gòn hả? Trước tiên là chị thấy Linh rất là xinh. Dạ. Có ai đeo đuổi mình không? Cũng có chị. Sao mình không chịu? Tại em thấy không hợp với lại lớn tuổi. Ủa em không thích lớn tuổi hả? Lớn hơn khoảng em chừng 4 tuổi đổ lại hoặc em lớn hơn tuổi. Trời gì ngu lạ vậy? Dạ. Anh bên đó hơn em 1 tuổi đó, anh 26 được không? Dạ được chị. Được ha. Dạ. Sở thích của em là gì? Em thích nấu bánh nhưng mà nấu rất là dở. Không sao, thích là được rồi. Tuyệt. Mỗi lần mà dở nhưng mà phải ép cho bạn trai em với lại gia đình em ăn cho hết. Trời, không ăn hết là em dở nè. Vô này hơi căng nha.
căng rồi nhá, làm dở ăn chắc hèn chi à. Mấy anh kia anh cãi mất tiêu. Ủa nhưng mà anh thích làm bánh gì mà ép mà bạn trai mang tính em bỏ nhau gì vậy? Dạ bánh em làm một mì em quẩy trứng xong cái em chiên lên xong rồi cái em trét sô cô la lên nữa. Trời ơi, này là thập cẩm luôn à. Bánh gì kỳ lạ vậy, tôi nghe không có hấp dẫn gì trơn vậy. Bạn trai kia nghe bánh nó thấy thì sao? Dạ em thấy cũng hơi thèm thèm mà không biết ăn được không. Ngon lắm á anh ơi. Ấy nãy giờ bạn đó là có cái nghề làm bánh. Làm bánh ép ăn á. Ngoài cái công việc chuyên môn mình bạn còn có tài gì nữa không? À, em biết hát ru con. Ru con? Dạ. Tập dần dần làm ba đúng không? Dạ. Đâu, ru ru thử một khúc coi, coi như bên đây là con đi. Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang, anh gói tay tôi để ôm chuyện xưa cũ, gói tròn trong tuổi nhớ. Dạ hết. Trời ơi, ngọt anh nha, ngọt à. Giọng ca này anh Linh cũng ganh tị á nha, ngọt á em. Hát ru mà hát bài này ai mà ngủ nổi. Cũng dễ ngủ quá anh Vượng Linh ơi. Vậy hả, vậy con em thích cái người đàn ông như thế nào? Dạ, vui vẻ, hòa đồng, lại nhìn men men chút nữa chị. Giống như Johnny Trí Nguyễn vậy đó. Trời ơi, ít quá ha. Không thích. Đầu hói, bụng bự. Bụng bự đẹp mà, bụng bự ngủ ôm xuống. Đụng chạm nha, đụng chạm nha. Thôi đụng chạm nha. Với lại em không thích bạn trai mà hả hung trộm em. Hung trộm là sao? Giống như chưa xin phép em mà đó hung. Phản xạ tự nhiên là em tán một cái là không thấy trời đất luôn. Trời ơi. Trời ơi là trời. Quá dữ. Bộ bộ đó giờ có nhiều người trộm lắm hả? Dạ có người trộm bị em quýnh đi luôn. Đi đâu? Đi mất tiêu, xách dép bỏ chạy luôn chị. Thôi mình bớt bớt lại đi, tại mình dễ thương, người ta mới hung trộm. Nó phản xạ chị ơi. Ô, nhưng mà nếu mình đi xin thì cho không? Để coi coi, nếu được thì em cho. Bạn trai bên kia muốn hung là nhớ xin đàng hoàng nha. Dạ em nhát lắm, không dám hung ai đâu. Ví dụ lấy vợ xong rồi ở Trà Vinh hay là ở Sài Gòn? Dạ ở trên này. Ở Sài Gòn có nhà chưa? Dạ chưa. Chưa, giờ lấy vợ thì sao? Lấy vợ thì bây giờ ở nhà thuê thôi. Có xin tiền ba mẹ mua nhà được không? Dạ cái này chắc phải mua số chứ. Bạn đẹp trai gì sao làm gì không có chuyện có người yêu? Dạ em có nhưng mà 3 năm nay em ấy. Đi làm về ngủ không hả? Dạ. Qua những mối tình đó thì em thấy cái điều gì mà nó nặng nhất khi mình chia tay và chúng ta cần gì để không phải chia tay nữa? Cần nhất trong một tình yêu đó là sự chân thành. Nếu mà giả dối nhiều quá thì cái tình yêu không đủ lớn, mình sẽ không vượt qua được mọi thử thách. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Bên kia Johnny Chí Nguyễn đó. Em chỉ cần một người con gái dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, tôn trọng và nói chuyện lễ phép với người lớn. Cái đó là quan trọng lắm. Rồi, bây giờ chị hỏi em nè. Em nghĩ lý do tại sao mà em chưa có bạn trai? Em làm việc trong môi trường nữ nhiều, cũng có người làm mai em. Lần đó chưa vậy cái anh đó nắm tay em cái em hết hồn quá cái em về luôn. Nắm tay chuyện bình thường mà mày mới được. mới gặp mà giống như mới đụng gặp, chạm nắm em tay mà hết hồn. Nói chung không thích ai đụng chạm mình hết. Dạ giống như mới gặp mà chị, đụng đụng cái em sợ. Mày gặp bao lâu mới đụng được? Tao cũng chưa biết nữa chị ơi. Ví dụ giờ được thì em có muốn tiến tới hôn nhân luôn chưa? Để em coi trước cái chị, chưa biết. Coi gì? Coi mặt á hả? Dạ giống như tính tình nữa chị. Mà ví dụ được á thì có định tiến tới hôn nhân không? Nếu được. Được không? Dạ. Đó mặt có được không? Hello. Được không? Dạ nếu được thì em cũng tiến. Nhưng mà giờ bạn ở nhà thuê em chịu ở nhà thuê không? Thì hai đứa cố gắng. Bắt rễ không? Nó dạ em hỏi mẹ em lại nữa em cũng chưa biết. Có mẹ em ở đây không? Dạ hôm nay em đi với anh trai với lại bạn. Anh ruột hả? Anh trai dạ. Thôi, đâu sao? Anh trai đâu? Dạ chào anh. Dạ chào anh Quỳ Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Anh thấy vậy là được rồi á, tới luôn đi Linh. Ủa bây giờ tới đâu? Bây giờ là quyền huynh thế phụ nè, giờ anh có chịu bắt rễ không? Bắt rễ luôn, cho miếng tát các nhà ở luôn. Trời ơi. Rồi bữa nay được lắm hay sao vậy? Trời ơi, mặt tiền sáng sủa hay hàng chi ông anh nhất bắt rễ cho miếng tát các nhà. Tốc độ vô lên. Quá dữ, lần đầu tiên thấy ông anh chịu chơi vậy đó trời. Dạ cảm ơn chị. Ông anh số 1 luôn á. Anh còn mấy miếng đất? 2-3 miếng gì á. Trời ơi, mấy anh chia bớt em. Trời ơi, được hên quá, có anh này là quá trời sung sướng rồi. Nhưng mà thường thiên hạ người ta hay nói ở rể là mất cái nhuệ khí của đàn ông. Em có nghĩ vậy không? Cái đó thời xưa thời phong kiến rồi chị mất ơi. Mất mới gì mất nhuệ khí đàn ông? Tôi đâu có nói gì đâu. Ủa mất mới. Mấy mẹ người ta mất mới nhuệ khí đàn ông ở rể rồi mất hả? Bỏ đi anh. Sao bỏ?
Ở rễ là ở rễ. Anh ở rễ nè. Đó thì tôi biết mà. Tôi biết tôi đụng chạm mà, nhưng mà dễ thương lắm, cặp này xứng đôi đó. Phước ba đời mới lấy được người vợ mà tao nói mình nhờ giả được. Trời dễ thương lắm em ơi, có đất rồi, có đất xây nhà rồi em ơi. Có người thân đi theo không? Hai ông anh. À hai ông anh bên kia, hai ông anh. Thử hai ông anh đây chịu chơi không nha. Dạ chào anh. Chào chị, chào anh Quyền Linh. Chào dạ. Nếu mà em nó được thì dắt về chị Quỳnh chạy tôm với cầu cua. Hả? Anh có chạy tôm đúng không? Trời chạy tôm ngon lắm à. Trời ơi vậy là quá, được rồi, quá được rồi. Sao anh thấy cô bên kia được không anh? Tiền em bên thôi. Trời mấy ông anh thì dễ quá ta. Rồi kéo màn lên. Cái vụ nuôi cho ao tôm với cho miếng đất thì được ạ. Chuẩn bị 2 phút dành cho hai bạn bắt đầu. Mời bạn quay qua. Chào bạn. Trời gặp gái gì không bạn? Gì vậy? Gì cuối không vậy trời? Thì cuối sợ như vậy. Dạ em tự nhiên em thấy nó rung lại anh ơi, hồi nãy hết luôn. Cho chàng hóa tay cho đỏ rung đi. À, em nói đi. Em không biết nói gì hết trơn. Hồi nãy anh tính làm gì anh quên ta. À đúng rồi, thằng Hòa. Đừng có nắm tay nha. Dạ không nắm đâu. Xin thì mới được nắm. Xin nè Hoàng nha. Anh tặng em món quà làm kỷ niệm nha. Xin nắm tay cái thôi được không? Không, nghe em xin. Em thấy anh sao? Cũng dễ thương. Tính tình thì em chưa biết, tại em chưa tiếp xúc. Tính anh cũng hơi khó lắm. Khó. Nhìn anh thấy đâu khó đâu mà anh khó làm sao? Anh khó trong á, không phải khó. Khó trong. Anh khó là giống như anh khó làm sao đó. Tại vì bây giờ á, anh cũng gia đình anh cũng hối cưới vợ rồi. Tại vì anh muốn nghĩ tới một người, anh muốn quen một người con gái á, thì anh muốn là người con gái đó phải biết nội trợ. Em sao? Biết làm bánh đó. Em biết làm bánh. Anh không ăn bánh hoài được đâu, anh phải ăn cơm chứ. Em thì làm cũng được mà không ngon lắm. Kệ, đừng để anh đi ăn phở ở ngoài được à. Anh hay bừa bãi nên người đó phải gọn gàng nên anh khó. Ủa kỳ vậy, anh khó thì anh phải gọn chứ. Thì tại anh không gọn nên anh mới kiếm một người như vậy. Vậy ủa vậy là kiếm người vậy làm u xin hả? Dạ em chỉ nhờ thôi chứ em không bắt. Còn để đó bắt em dọn thì nhiều khi em cũng dọn vậy, em ngoan lắm. Cảm nhận về bạn gái như thế nào? Lúc đầu nghe giọng nhìn nói đây nè, ông nhìn đâu không dám nhìn vô mặt người ta mà cảm nhận cái gì? Dạ em đang cảm nhận giọng nói rồi, từ lúc đầu á em nhớ lại cái giọng nói đó thì nó khác bây giờ lắm. Em có nằm mơ á thì cũng không ngờ là cô ấy xinh vậy luôn á. Trời ơi ghê gớm ghê nói quá ha. Dạ, biết cách nói quá ha. Em lấy hết can đảm rồi đó anh. Lù khù dắt cái lù chạy tuốt ha. Em thấy anh cũng đâu nhát đâu. Ừ. Ghê lắm các bạn. Chắc làm bộ nhát hay sao quá chị. Đâu có. Em thấy không có nhát. Bộ cúi xuống không dám nhìn quất câu nào trúng câu đó. Nói gì nữa ta? Sở thích của em là cái gì? Em thích đi du lịch, thích xem phim, cà phê với bạn bè. Sau cái chương trình này á có 2 cái vé đi xem phim. Thì anh anh mong là em đi với anh nha. Ai đưa? Bởi vì em hỏi cô ấy xem có nếu mà đồng ý thì có vé. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Ghê được hai vé miễn phí không anh? Đúng rồi. Hai vé phí. Ví dụ tôi không tặng vé thì sao? Không tặng vé hai đứa mình đi riêng hả em? Trời ơi. Ý là ông kêu tao bấm chuông để tặng vé gì? Đừng có bấm chuông em để cho tốn tiền mua vé. Chị cứ dìm em không à? Dìm đâu dìm? Nãy giờ tôi đưa lên không nó dìm đâu? Tự nhiên sau này em run quá. Anh cũng vậy luôn á. Em thấy anh có rung sao? Trời ơi, tôi nổi da gà rồi đó. Trời ơi, em nổi da gà với anh rồi đó anh à. Trời ơi, thiệt tình luôn à. Anh chỉ muốn nói câu cuối là bấm nút đi em. Em trả lời đi, câu cuối luôn đó. Bấm. Thôi nghỉ thôi, hai người đi luôn đi. Tự mua vé đi coi luôn đi. Bấm đi em, ừ bấm. Bó tài. Rồi đó, hai người tự đếm tự bấm luôn đi. Số 3 hay số 1 chứ anh? Hai người đếm, muốn đếm số mấy đếm? 3 2 1 Trời ơi. Không. Thank you.
bây giờ làm sao mà về xin xỏ gì được thì tôi mới tặng vé. Không xin là coi như ăn bập tay, nãy có nói rồi đó. Dạ em không xin, em nhắn là không xin đâu. Không xin là không có tặng vé. Không lẽ. Dạ thôi em không hung đâu. Thôi mình nắm tay được rồi em. Nắm tay nhẹ nhẹ thôi nhưng. Trời, nắm tay mà nhẹ nhẹ thôi. Tay anh lạnh lắm. Nắng còn mần nữa chứ. Em rung cái tay. Rung gì rung mà mần vậy. Bạn trai. Chào bạn. Chào anh Quyền Linh. Mời bạn ngồi. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào toàn thể các bạn. Áo body ha. Áo mũi ha. Có bạn tên là gì? Em tên là Duy Linh. Anh là Quyền Linh. Cũng Linh. Bạn bao nhiêu tuổi? Em 29 tuổi. Em thì quê Bến Tre. Bến Tre. Em làm nhân viên văn phòng. Linh 6 múi, 29 tuổi. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Wow, ấn tượng quá. Chào em tự giới thiệu về mình. Chào chị và anh Quyền Linh và bạn bên kia. Em tên là Trương Hiến Vi. Năm nay em 25 tuổi. Và em đang làm nhân viên của công ty may mặc GG. Rồi cầm cái gì đây? Dạ do em sợ rung quá em quên chị. À là cầm theo giống như là bùa đó hả? Cầm theo để nhắc tuồng nói chuyện đó hả? Bây giờ mình nói một chút xíu về mình đi. Là một người đàn ông chạy chuốt thế này ha. Nhìn mà áo body này kia rồi mượt mà quá. Đừng khen quá tôi chung qua tôi coi à nghe. Từ từ. Chưa từ từ bình tĩnh thấy mượt mà quá. Có bao giờ bạn nghĩ là con gái họ thấy đàn ông mà mượt mà quá, chạy chuốt quá, họ cũng nghi ngờ chút xíu không? Có, em là chắc 90% là đều nghi ngờ. Nghi ngờ về gì? Kêu không được men. Trời ai nói vậy? Nhiều lắm. Nhiều đúng không? Không phải, tôi ý bạn nói là nhiều khi đàn ông chạy chuốt quá, ăn mặc nó điệu đàng quá, người ta nói mình chắc là đi cua gái nhiều hay là không có chung tình. Em thích cái đẹp. Thích cái đẹp? Dạ. Một cái người như thế này tại sao là không có người yêu? Em thì thật sự từ trước giờ thì cũng có nhiều mối tình, nhưng mà em thì toàn là bị bỏ thôi. Có không? Có, bị bỏ không anh? Giới thiệu kỳ vậy, nãy giờ là 6 múi đẹp trai mà toàn bị bỏ là sao? Coi lại vấn đề nha. Đó là bí mật mà. Bí mật hồi tôi qua mà không đẹp mà không 6 múi là chết với tôi. Chết cái ông giới thiệu á. Em trước tiên em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Em quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Em hiện tại là con một, em sống với ba mẹ. Cho nên em cần tìm người quê cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn á chị. Rồi mẹ có yêu cầu gì đưa ra không? Hoàn cảnh gia đình mình sao? Mẹ nói là thương và chiều chuộng em là được. Kinh tế ổn định. Kinh tế ổn định. Bản thân em thì em thấy người mình là người như thế nào? Dạ em... Do em làm về thời trang may mặc á, cho nên là em hơi phá cách với... So với người lớn. Cho nên là mỗi người mà em chọn á thì ba mẹ không đồng ý. Ủa em chọn sao mà ba mẹ không đồng ý? Thì giống giống em vậy mà. Như vậy thì ba mẹ cũng không đồng ý em luôn. Dạ ba mẹ có la nhưng mà do là con gái á, cho nên cũng chịu em bỏ qua. Như bản thân em nghĩ em là tốt hay là không tốt? Chỉ bề ngoài em vậy thôi nhưng mà thật sự là em hiền, em ngoan lắm chị. Ngoan là ngoan là sao? Ví dụ? Em không có đi chơi khuya nhiều. Em chỉ đi làm xong rồi về nhà hoặc là đi ăn với bạn bè vậy thôi chị. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Trước thì em quen một chị. Hồi đó giờ có một à? Dạ. Chia tay bao lâu rồi? Cũng khoảng 2 năm rồi chị. Mà 2 năm nay tại sao không ai mình không quen ai? Tại em cũng do đi làm không á. Trong chỗ môi trường làm việc của em có ai để... Dạ không chị. Tại vì môi trường làm việc của em á toàn là nữ không à. Mà có người đàn ông nào dòm em họ giật mình chưa? Dạ rồi chị. Em có hỏi họ tại sao hay là em phải giải thích? Em không hỏi, em không quan tâm chị. Mà nhiều người giật mình lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cô nói sao bí mà bí ẩn quá vậy? Bí ẩn lắm. Bí ẩn lắm, chị có giỡn nha. Thấy em là chị nhớ là chị hồi xưa y vậy đó. Nhớ đoạn đường chị đang vừa chạy xe mà đoạn đường đó có hai cái tai nạn luôn. Mà chị biết lý do không chị? Thì đó người ta không ngờ, bất ngờ quá, như mình người hành tinh xuống vậy. Mà qua rồi, xe chạy qua rồi nha. Vậy đó, thì chị nhìn em y chang vậy luôn nên chị thấy rất là đẹp. Thôi bây giờ mình nói về cái sở trường của mình đi. Bạn có cái tài năng gì? Em thêm về làm đẹp. Nói lớn cho bạn trai bên đây nghe nè Yến Vi. Bạn kia cũng nói nhỏ mà anh em đâu nghe gì đâu. Rất là chặt chém. Em có sở thích là nấu ăn chị. Em thích nấu món Hàn Quốc, đồ chay. Hoặc là đồ ăn trong gia đình thì em cũng thích tự nấu. Rồi vậy thì còn điểm yếu của mình? Đi ăn trong nhà hàng á, dù sang trọng cỡ nào em cũng để cái chân lên. Không thì mình phải đi khám chứ, mình còn trẻ phải coi bị gì, phải có cái gì đó chạm sợi dây gì nó mới vậy chứ. Dạ không chị. Rồi, mình hỏi bạn trai xíu, sở thích của bạn là như thế nào?
Em thì thích nghe nhạc trữ tình, thích chụp hình, thích chơi thể thao như đá banh. Không thích gì? Đông, ồn ào. Em thích yên tĩnh tí. Mình tìm một đối tượng cho mình với ngoại hình ra sao và tính tình như thế? Ngoại hình á thì cao ráo, trắng trẻo, đầy đặn, tóc dài. Theo em quan niệm, phụ nữ hiện đại là phụ nữ như thế nào? Phụ nữ hiện đại là không ở nhà là làm nội trợ không, mà có thể là đi ra ngoài làm việc. Ăn mặc thì có thể thoáng tí xíu, không có kính cổng cao tường quá, sexy tí cũng không sao. Bạn bên kia có thích bạn nữ mình nhuộm tóc không ạ? Nâu nâu cũng được, tại vì anh cũng đang tóc nâu nâu. Nhưng mà đừng có vàng quá hoặc là đỏ quá. Em cũng đang nhuộm tóc. Vậy anh đoán thử em nhuộm màu gì vậy? Màu xanh rêu rồi. Cho anh đoán lại lần nữa thì anh thôi. Anh đoán không ra, anh chỉ suy nghĩ ra là em nhuộm màu hơi có ánh xanh xanh một tí. Thì gần đúng rồi. Bây giờ nếu mà quen nhau thì cưới liền không? Tìm hiểu kỹ chắc qua năm hoặc tới mấy cưới. Muốn mấy đứa con? Em thì hai đứa trai đứa gái. Còn bên kia? Dạ em nhiêu cũng được anh. Tại em là con một á, cho nên em muốn đông con thì vui chị. Nhưng mà bạn trai bên kia nói qua năm sau là đám cưới được, mà đã chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Em thì cũng Sài Gòn thì em không có đủ điều kiện để mua, nên mà em mua ở ngoài khu vực là Bình Chánh kế bên Long An á, thì có nhà riêng. Em ở của mình. Chỗ đó cũng được rồi, chỗ đó đất mắc lắm á. Bình Chánh nó cũng thành phố Hồ Chí Minh vậy. Không có đông vui giống như trời ơi, cũng đông vui nữa. Cô này lạ. Hết không chị chưa? Tao ở Bình Chánh mà không chịu là sao? Em thích chỗ náo nhiệt à, chỗ vắng vẻ thì không có hợp với em. Anh kia anh thích chỗ vắng vẻ, em thích chỗ náo nhiệt. Vậy không phải lấy nhau mọi người đi chơi kiểu. Yêu cầu anh nó thuyết phục em đi anh. Thí dụ giờ em nhìn em thấy em yêu ảnh rồi, em có về đồng ý về Bình Chánh ở không? Xíu nữa em coi mặt đó. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai em là người như thế nào? Dễ thương giống chi đi á chị. Thôi chị coi giùm em đi chị. Coi giùm ha. Trời, bên đây ngon lành à. Chào chị. Ngon, cũng ngon. Trời. Vậy mà không có bồ hả? Trước kia có, giờ không có. Lý do? Tại không phù hợp. Bản thân em có chung thủy không? Có. Nên là nãy như em nói là em toàn bị bỏ thôi. Tạm tin nha, để tôi gán tôi thuyết phục cái vụ ra Bình Chánh. Ở ngoài là Bình Chánh vô cái hẻm Long An. Lành quá, Long An. Em có người thân đi theo không? Có, đồng nghiệp của em. Đồng nghiệp. Rồi, xin chào bạn. Chào Trần Linh, chào chị Cát Tường. Ở cơ quan thì bạn Duy Linh này có nhiều người phụ nữ nhìn không? Môi trường làm việc của bên em thì nhân viên nữ thì cũng nhiều. Thì cũng nhiều bạn rất là thích anh. Tại vì anh cũng rất là hòa đồng, dễ thương. Và nói chung là cũng rất là ga lăng. Rồi, vậy mà sao anh không chịu? Lý do? Ở môi trường của bên em thì nhân viên nữ nhiều và đa số là các bạn trẻ. Thì có thể là cái kinh nghiệm sống của các bạn không bằng. Có thể là anh cảm thấy là anh không phù hợp. Bạn thấy bạn bên kia phù hợp không? Thì ví dụ như là trong khoảng thời gian mà nói chuyện hoặc là tiếp xúc với nhau lâu dài thì mới biết là như thế nào. Chứ không thể nào mà mình nhìn hình ảnh ở bên ngoài của người ta như thế nào để đánh giá được. Em muốn nói với chị Vi thì nếu như mà so với những tiêu chuẩn của chị á, em nghĩ là anh Linh đáp ứng được ít nhất là phải 90% cái yêu cầu của chị á. Cảm ơn em. Bây giờ mình đi có ai? Dạ hôm nay em đi với ba mẹ em. À có ba mẹ luôn, rồi đâu ba mẹ? Dạ chào cô, chào chú. Chào MC Cát Tường, chào Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ trước tiên là con rất là ấn tượng với con gái của cô. Thế thì bản thân cô tự nhận xét về con mình thì cô thấy Vi như thế nào? Ở nhà có một mình Vi thôi nên là cũng ngoan, hiền. Nói chung thì cũng nhõng nhẽo đó, nhưng mà khuyên thì cũng nghe. Nhưng mà ăn thua là bạn nam này có biết lẽ phải, kính trên nhường dưới. Biết thương yêu vợ, rồi biết lo cuộc sống gia đình. Thì những cái tiêu chuẩn đó thì rất là tốt thôi. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau, để hiểu kỹ nhau hơn. Nào, kéo màn lên. 2 phút dành cho các bạn. Bắt đầu. Ôi giật mình. Ở đây không có tai nạn, ở đây không có xe. Chào em. Trắng, tóc dài, đẩy đà, đúng như tiêu chuẩn của bạn đúng không? Nãy bạn diễn tả đúng luôn. Đón túng trúng là... Đúng hết luôn. Xanh xanh rêu. Đúng có luôn. Em cảm nhận thế nào về người đối diện mà thấy em... Thôi, dạ giống T.O.B thiệt luôn. Vậy là trúng rồi đó, trúng rồi, trúng rồi. Nhìn em rất là dễ thương, trẻ hơn tuổi. Dạ em cảm ơn anh.
tính em hơi con nít cho nên là... Anh thì cũng hơi già già nên là có thể là chịu được. Thì em thấy anh thế nào? Do ngoài sức tưởng tượng của em. Anh đem hoa theo. Anh của anh. Anh của em. Dạ em cảm ơn. Trời đất ơi. Đợi tao nhắc thứ thiệt á. À, cho em hỏi ba mẹ anh khó không ạ? Ba mẹ anh làm giáo viên nên là cái khuôn chuẩn nào đó nó cũng có cái gì đó nó khó khó, nhưng mà càng ngày càng lớn tuổi anh thấy mẹ anh hình như khó hơn, dễ hơn. Dễ hơn. Giống như lúc trước anh không nhuộm tóc được, nay nhuộm được màu này mẹ cũng ok, không nói gì hết. Ba mẹ đều làm giáo viên hết. Đúng rồi. Mẹ em cũng là giáo viên cấp 1 á. Bác dạy lớp mấy vậy bác? Bác làm trong ban giám hiệu em. Sẽ vậy. Nói chung là Vi á, nó làm ngành thời trang á. Nói chung là bác cũng không thích nó nhuộm đầu vậy đâu, gia đình cũng phản đối dữ lắm á. Nhưng mà ý thích chỉ nói là đẹp, nói vậy là đẹp. Mỗi người có ý thích, vấn đề chúng ta sống thế nào thôi. Còn không thể nhìn bề ngoài mà nó đánh giá được cái gì hết. À, sẵn cho anh hỏi luôn cái là gia đình anh thì hối đến có lập gia đình sớm thì em có nghĩ tới xa hơn? Dạ có, nhà em cũng nôn lắm anh. Dạ anh ở xa vậy có đi chơi ở thành phố nhiều mà. Hầu như anh sống ngày anh sống toàn thành phố không à, chỉ cho tối anh về ngủ là ở dưới thôi. Vì về dưới thì có thể mình thoải mái hơn, ví dụ như là không khí thoáng hơn. Rồi mình muốn tự kỷ gì đó, mình tự kỷ cũng không ảnh hưởng đến ai. Mẹ em nói em bị tự kỷ. Vậy là cũng có ba mẹ chia sẻ cũng đỡ, anh tự kỷ nặng hơn anh tí. Anh về là đóng cửa lại, vô mở nhạc sến nghe. Em thích nhạc sến không? Dạ, em có nghe bài Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Hết thời gian. Rồi suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta đâu coi rồi. Suy nghĩ như thế nào để quyết định có bấm nút hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi chúc mừng các bạn. Chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta cũng đã cảm nhận về nhau cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là các bạn còn tiến xa hơn nữa trên cái con đường hướng tới tương lai. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt trên sân khấu rồi. Chúng ta chỉ cách một cái hàng rào tình yêu thôi. Mời em trai giới thiệu lớn lên. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hiến, năm nay mình 34 tuổi. Mình sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình là kỹ sư và công việc của mình là mình làm tư vấn giám sát cho một dự án ở quận 7. Em xin hết. Xin chào em Quỳnh Hạnh. Mới giờ xin chào MC Quyền Linh và xin chào chị Ngọc Lan và bạn nữ bên kia và gia đình hai bên. Rồi chào em. Hiến hả? Dạ em tên Kỹ Hiến. Sư giám sát công trình hả? Tức là kỹ sư xây dựng đó đúng không Hiến? Dạ kỹ sư xây dựng nhưng mà công việc là làm tư vấn giám sát. À mời nhà gái. Bây giờ tới phần giới thiệu của bạn gái nè. Em chào chị, em chào chú Quỳnh Linh ạ. Em tên là Hoàng Thị Ngọc Thùy, năm nay em 31 tuổi, hiện tại em đang làm kế toán. Mình sinh sống ở đâu cưng? Em hiện tại đang sống ở thành phố Thủ Đức ạ. Bên kia làm quận 7 đúng không? Đúng rồi, nhưng mà ở đâu Hiến? Dạ em sống cùng gia đình ở Bình Tân. Trong gia đình thì có bao nhiêu thành viên Hiến? Có ba mẹ và có một em gái và có bà ngoại bà nội. Ngoại và bà em gái nữa. Dạ. Mời nhà gái. Mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Điểm mạnh của em á là em độc lập á chị. Em thích việc bếp núc á. Khuyết điểm của em đôi lúc em mệt á, em cũng quạo với người bên cạnh. Ai mệt cũng quạo vậy, dĩ nhiên ai cũng muốn có người bên cạnh để trút hết trơn trọi. Không biết bên kia có chịu để cho người ta trút không nữa. Giao cưng. Thật ra thì tính của em cũng rất là điềm đạm. Em nghĩ là mình có thể là một cái điều gì đó do bạn gái bực chút nỗi lòng của mình. Hiến có ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là em thứ nhất là em thích thể thao. Nếu mà trong thời gian rảnh thì em thường hay chạy bộ. Em có thể nấu được một số món ăn cơ bản như là món cua hoặc là món cà ri. Còn khuyết điểm của em là em thứ nhất là em cái giọng của em nó hơi nhỏ, hơi nhẹ. Và thứ hai nữa là cái tính của em đối với mọi người em khá là điềm đạm, nhưng mà đối với trong mối quan hệ bạn nữ em khá là khó tính. Nên đó là lý do tại sao đến giờ này em vẫn chưa có người yêu. Mối quan hệ với phụ nữ hơi khó tính. Dạ. Em khó về vấn đề gì Hiến? Trong cái lần gặp đầu tiên với bạn nữ thì em hay xét, soi xét, em
hay nghĩ xa á, nên em cũng hơi lo lắng. Nghĩ xa hả? Dạ. Tức là em nhìn gần như nghĩ xa hả? Dạ, nghĩ xem hai đứa có hợp nhau không, rồi về sống chung như thế nào. Cái đó không có xa đâu, đó nghĩ đúng đó. Dạ. Mà cái đó cũng đâu có gì đâu là gọi là khó. Đúng rồi. Khó là cụ thể như thế nào, có thể nói rõ hơn cho chị Lan biết không? Ví dụ như vậy nè, có những người rất là ngộ nha quý vị. Với bản thân mình thì mình rất là phóng khoáng, mình có thể đi đây đi đó, mình có thể đi chơi với bạn bè rất là vui vẻ, tụ năm tụ bảy được. Nhưng với bạn gái của mình mà làm cái việc đó thì mình lại không đồng ý. Nếu mà cái em mà có cái tính đó là nó không tốt á, có không? Cái tính đó thì em nghĩ em cũng có một chút, nhưng mà em nghĩ là trong tương lai thì em sẽ sửa đổi, sẽ thay đổi để cho bạn gái cảm thấy thoải mái hơn. Và bây giờ cụ thể luôn đi. Về tình yêu á, là với cái khó tính trong tình yêu vậy thì em đã có mấy mối tình rồi? Thật ra thì em chỉ có một mối tình đầu tiên là lúc mà năm lớp 6, lúc còn bé là mấy đứa bé hay chọc nhau ấy mà. Rồi đến bây giờ thì em vẫn chưa có mối tình nào, bởi vì em hay được gia đình giới thiệu gặp gỡ đó, cũng chỉ là gặp mặt một hai lần, ăn uống vậy là không đi tới đâu được à. Dạ. Nghĩa là em chỉ có mối tình năm lớp 6 thôi được hả? Dạ. Trời đất ơi, từ lúc lớn lên biết yêu này kia là chưa có người yêu luôn? Dạ, chưa có. Dạ. Có nắm tay bạn bạn gái nào khác giới chưa? Cũng muốn nắm tay lắm nhưng mà cổ không cho. Không cho hả? Chào em. Dạ, chào chị. Chị nghe em nói cái chị tò mò quá, chị phải đi qua chị coi là không biết là cái ngoại hình của em nó có làm cản trở cái việc yêu đương của em hay không. Nhưng mà rõ ràng chị qua thì chị thấy em rất là đẹp. Trời ơi. Tướng tá rất là ngon lành. Dạ, vậy thì theo em thấy là cái điều gì để nó cản trở cái chuyện yêu đương của em? Dạ, em nghĩ cái nguyên nhân chính á là do cái môi trường làm việc. Em là làm trong cái ngành xây dựng á, đa số là các bạn nam không à, còn các bạn nữ thì không có. Và cái thứ hai là những bạn nữ mà em thấy thích á thì đa số bạn đã có người yêu rồi, có gia đình rồi. Sao em thích gì ác nghiệt với em không lựa người độc thân, em thích em lựa cái người mà có người yêu không vậy? Dạ, nó cũng không có nhiều người để lựa, không có nhiều. Hồi đó đi học không có crush ai hả? Dạ, đi học cũng một lớp của em đây cũng chỉ có khoảng là 3 đến 4 bạn nữ. Hay là do mình khó quá? Dạ, em nghĩ chắc là nguyên nhân là như vậy. Coi như là bây giờ còn nguyên si trong trắng á. Còn nguyên không? Nhà trai thiệt không? Thiệt. 34 đúng không? 34 tuổi. Trời ơi, 34 tuổi mà chưa bóc tem luôn là nguyên thấy hơi mệt. Nguyên thùng, nguyên kiện luôn. Không chừng quên luôn á. Không, em gì nói chơi vậy thôi, nhưng mà cũng chắc. Hả? Là sao? Dạ thì nó kiểu như vậy. Dạ. Là sao? Thì nó là như vậy. Không có chuyện đó tế nhị thì em cũng không. Sao gì đó? Cái vụ gì em nói lớn lớn anh nghe cái vụ đó làm sao? Vụ nào anh? Vụ này em mới nói đó. Vụ mà còn nguyên. Mình nói nguyên si chưa chắc nguyên si. Đã lỡ một lần rồi. Hả? À, chưa lỡ. Chưa, có nắm tay bạn gái là lỡ một lần rồi. Dạ đúng rồi. Đúng rồi đúng không? Dạ đúng. Có hôn ai chưa? Đó là hồi bé thôi, hồi năm lớp 6 á. Lớp 6 mà hôn người ta rồi hả? Do lúc đó còn bé mình cũng chưa hiểu gì, với lại lớp 6 mấy đứa hay chọc nhau, cứ nói là hôn đi thì làm luôn đúng không? Dạ, thì mình hôn thôi. Dạ. Trời, lớp 6 thì đương vậy ông ơi. Dạ. Vậy hỏi thiệt là từ hồi đó tới giờ là mình chưa có một cái nắm tay nào mà gọi là có cảm xúc của con trai và con gái hết hả? Có cảm xúc, có muốn nắm tay bạn gái, có muốn ôm hôn bạn gái, nhưng bạn gái không cho. Có là trong những lần gặp gỡ đó là bạn gái không mình không phải là gu của cổ à. Nên mình không có cơ hội. Trời, tới thôi quá. 34 tuổi mà chưa có cái gì hết, lận thiệt thòi đó nha em. Thiệt thòi đúng không? Được chưa? Giờ bà mối thấy nhà trai tôi ok chưa? Tôi thấy dễ thương quá không? Mà tôi hơi lo lắng. Lo lắng là lo gì? Tôi thấy không biết gì hết trơn. Giới tính rõ ràng có thích phụ nữ có cảm xúc, nhưng bởi người ta không cho thôi. Ta cho là chơi luôn rồi đó, đúng không? Cho là làm luôn á. Làm luôn hết chưa? Khẳng định giới tính một lần nữa. Tôi qua bên đây coi Thùy coi sao. Chào Thùy, mấy mối tình? Dạ, con cũng chưa có mối tình nào. Trời đất ơi, không có mối tình nào luôn. Có giống bên kia là hồi nhỏ nhỏ có nắm tay này kia không? Dạ không. Không luôn. Bên đây còn trong trắng dữ luôn hơn bên kia luôn. Chưa có một chút cảm xúc nào luôn á hả? À, dạ em có chị. Nhưng mà em tỏ tình người ta từ chối. Sao ác nghiệt kìa trời. Đứa nào mà ác nghiệt kìa. Trời ơi, một cô gái xinh xắn đáng yêu như vậy mà nở lòng nào từ chối người ta. Bên nhà trai tôi thấy rồi đó. Mà mỗi thấy rồi. Em gái diễn tả thêm cái tiêu chí của em có giống nhà trai bên tôi không? Em thì chỉ cần cao hơn em. Chắc chắn cao hơn. Không quá mập cũng không quá gầy, tại vì em gầy. Đừng rồi nói mập ở đây. Mình nói là cân đối lắm, nhưng mà đúng là đừng nên nói mập ở trên cái sân khấu này. Mập nó đụng chạm nhiều người lắm, nó múp míp thôi. Còn tính tình sao? Muốn tính tình sao? Em thì chỉ cần hài hước thôi. À, vui vẻ hài hước, đúng rồi. Cuộc sống mà không có hài hước nó cũng buồn lắm nha. Nói chung hai bạn này đến với nhau là mối tình đầu đó. Nhà trai ơi, dạ. Mình nghe tiêu chí nhà gái mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm vậy? Em nghĩ là em có thể đáp ứng được 70%. Ủa gì ít vậy?
30% còn lại là phần hài hước hay sao? Thứ nhất là phần hài hước, và thứ hai nữa là trong quá trình tiếp xúc với cổ, nếu mà hợp nhau thì đó là cái phần trăm còn lại. Còn mình muốn nhà gái như thế nào? Thứ nhất là em thích người phụ nữ gia đình, cũng không quá cao, không quá mập, ngoại hình nói chung là cũng tương đối ưa nhìn. Có cái điều gì không thích ở nhà gái mình nói trước đi, chứ cái đó là cái điều mà cản trở em từ trước tới giờ đó. Bạn gái thì em không thích cái bạn gái mà quá là cá tính, cái tính là cũng giống như kiểu gia trưởng hay là không chịu thay đổi suy nghĩ á. Rồi bây giờ em đi với ai nè? Ngày hôm nay em đi với lại bạn học cùng lớp với em ở đại học và một cái anh làm cùng cơ quan với em. Rồi chào nhà trai. Em chào chương trình, em chào anh Quyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Em là bạn của bạn Hiến. Thì em có đôi lời nhận xét về bạn nữ. Thì thấy bạn nữ với lại bạn Hiến chắc cũng hợp nhau á, thì hai bạn cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết nè. Em có người yêu chưa? Dạ em cũng chưa. Em có mối tình nào chưa? Dạ thì cũng có quen một vài bạn mà. Chưa, nhưng mà em với Hiến thân nhau không? Dạ thì hồi xưa thì cũng đi học chung. Có đi chung rồi nhậu chung, ở chung không, ngủ chung không? Dạ không, thì bạn Hiến thì bạn đi làm ở nước ngoài nhiều. Dạ, còn mới về Việt Nam đây. Em với Hiến thân lắm hả? Thân à, học học chung lớp 12. Học chung à, học chung đại học. Học chung từ đại học tới giờ rồi em có thấy Hiến có cái tật xấu gì không? Hiến thì tính cũng hiền. Dạ. Em cũng hiền. Dạ. Anh thấy hai đứa cũng hợp nhau. Hần quá đúng không? Dạ không. Chơi hồi chơi xưa nhau đi. Hợp không? Dạ. Hai đứa chơi nhau hợp không? Hai đứa hợp nhau không á? Dạ thì cũng hợp. Hợp thì chơi mới lâu nha. Đúng rồi, dạ. Phải hợp đúng không? Dạ. À bây giờ chú Linh này hỏi gài không? Hả? Không phải mình reset thử coi có đúng. Vấn đề gì không? Tôi làm mai làm mối tôi phải rõ ràng lắm không? Giờ mình hỏi nhà gái. Có bao giờ bạn Hiến đi chơi với bạn trai khác bạn không? Em cũng không biết nữa. À, dạ. Vậy là được. Chứ tôi nếu mà người này mà gọi là biết mà gọi biết là mà giấu là không được nha. Giấu là không được nha. Dạ không. Em với Hiến thì kiểu làm học chung nhưng mà ra trường thì làm khác công ty. À. Dạ. Thì bữa hôm bạn Hiến nhắn tin em á là có tham gia chương trình, thì nói là có người thân đi thì em theo em ủng hộ bạn Hiến. Dạ. Rồi. Cảm ơn nhà trai. Cảm ơn em. Nhà gái đi với ai cơ? Dạ em đi với em gái em và bạn em. Dạ. Chào nhà gái. Dạ, xin chào chú. Được rồi đó, được em. Dạ xin chào chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan. Chào bạn Nam. Em là bạn của Thùy, bạn học từ thời cấp 3. Cũng bằng thân luôn đúng không? Dạ thân. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Kỳ lạ ta. Chú hai bạn ra nói chuyện nhau luôn. Trang bên đây luôn. Hai người đều không có bạn, không có người yêu mà chơi thân với nhau. Hợp không? Hai người hợp không? Dạ cũng hợp, nhưng mà hợp kiểu là bạn nữ mình hợp tính với nhau thôi, chứ không phải như chú Nguyên Linh hỏi. Ủa tôi đâu có hỏi gì đâu. Tại nãy em thấy hỏi bên nhà trai bên kia. Ủa tôi có hỏi gì đâu. Thấy chưa? Nói vậy thôi. Đùa cho vui tí thôi, chứ thật ra các bạn gần như là nếu mà bạn thân với nhau chắc là hiểu nhau nhiều, biết tính cách của nhau. Vậy thì tại sao bạn lại không giới thiệu cho bạn Thùy một người yêu, hay là bạn Thùy có giới thiệu cho bạn người yêu? À dạ, nói chung là do hai đứa cùng ế cả. Thấy bên kia hợp không? Dạ nãy giờ do không có dám nhìn qua. Giờ nhìn thử coi, giờ nhìn thử coi. Giờ nhìn thử không? Chủ yếu là hôm nay em đi là vì bạn em, cho nên nãy giờ thì em nhìn bạn Nam. À. Để có gì mình tư vấn cho bạn mình thôi. Rồi chút có gì tôi xin số điện thoại kia tôi làm quen đây luôn được không? Dạ rồi, cảm ơn em chú trai. Nhìn qua đây có thấy hợp không? Tôi thấy mặt ổng đỏ ké. Biết đâu nha. Tình gọi là tình chịu duyên em đó. À, bậy tình không chị. Phải. Tức là trên đây á là tình của bạn nè, ở dưới giờ duyên của bạn luôn. Nó kiểu vậy đó chứ không phải nói là... chung là đi đi lên sân khấu là một cặp, mà đi về là thành hai cặp. Hai cặp đó nha. Đó. Dạ, hy vọng được vậy ạ. Rồi bây giờ mình nhận xét về bạn Nam như thế nào nè. À dạ, thì theo như nãy giờ bạn thể hiện thì mình thấy là bạn cũng khá phù hợp với lại Thùy. Nói chung là về ngoại hình
cũng như là về tính cách. Còn về các yêu cầu của bạn nam đặt ra thì mình thấy Thùy cũng phù hợp khá nhiều, có thể là trên 80%. Ví dụ như Thùy là một cô gái biết quan tâm, nấu ăn ngon. Nói mà tùy tâm trạng vậy thôi, chứ thật ra hôm nay lên thì chắc là Thùy rung cho nên nói ít. Chứ còn cô gái đó là rất là biết quan tâm người khác, chia sẻ, đặc biệt là nấu ăn ngon. Dạ, là một cô gái của gia đình đó. Công việc nhà thì rất là chỉnh chu. Nếu như mà nói về cái tính xấu của bạn thì có thể là do là kỹ tính quá nên thành ra nhiều khi là khó tính thôi. Dạ, chứ còn lại thì mình thấy rất là phù hợp. Như là mình mong muốn đó là Thùy với lại các bạn nam cho mình cái cơ hội để có thể là ra ngoài thì hai bạn tìm hiểu nhiều hơn. Có thể trong một hai lần đầu mà khi mà mình gặp nhau thì có cái gì đó nó không hợp, nhưng mà biết đâu tới lần thứ ba, thứ tư thì mình lại hợp thì sao, chứ đâu thể nào mà vì một cái lần đầu mà mình cảm thấy không hợp thì mình từ bỏ thì cũng không được. Hay quá. Hay quá, mạnh mẽ quá. Mà tới bây giờ vẫn không có ai. Người kỳ ấy, vậy. Dạ chị ơi, chị có thể. Bây giờ nè. Chị có thể cắt câu đó. Tiêu chí của em muốn con bị như thế nào? Dạ nói chung hôm nay em lên là chỉ vì bạn em thôi, còn nếu mà chú Quyền Linh muốn thì sau khi quay chương trình này. Sau chương trình này. Dạ. Đúng không? Hai người đưa ra tiêu chí đi, biết đâu cặp dưới thành trước gặp đây luôn. Thật ra không phải vì chúng ta ế đâu, mà là tại vì chúng ta đang đợi người tử tế để yêu thôi, đúng không? Dạ. Ế là xu thế. Dạ. Rồi. Đại diện gia đình đó thì em nhắn gửi tới bạn nam, đó là nói chung cô gái của tụi em là một cô gái biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc người khác, cho nên là cũng mong đó là bạn nam cũng là một cái bạn mà quan tâm chia sẻ lại với cái cô gái ấy. Với lại gia đình cũng có lời nhắn nhủ đó là để tiến tới đó là chuẩn bị có một cái người bạn trai hoặc là cái người bạn đời của mình trong tương lai. Thì cô gái của em đã chuẩn bị đầy đủ về mặt lý thuyết rồi, chỉ cần đợi một chàng trai hợp để mình thực hành thôi. Chuẩn bị sẵn về mặt lý thuyết hết rồi nha, chỉ có thực hành thôi đó. Mà bên đó thì cũng chưa có kinh nghiệm để thực hành luôn. Hai bên chưa có đâu có kinh nghiệm hết trơn á. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt coi sao nè. Kéo rào. Chuẩn bị tinh thần nha. Dạ. Đừng có soi quá nha Hiến nha. Dạ. Tôi hồi hộp quá. Nào. Bắt đầu rồi, đi. Mời hai bạn. Đến với chương trình này thì anh có một ít quà mỏ gửi anh Quyền Linh. Dạ. Có nữa hả? Dạ có. Cảm ơn nha. Gửi chị Ngọc Lan. Ơi, chị cảm ơn em. Và gửi bạn nữ. Dạ, cảm ơn. Do chương trình báo cũng gấp nên em không có chuẩn bị đủ nguyên liệu á, nhưng mà em có làm một ít bánh tặng anh. Cảm ơn em. Anh rất thích bánh. Bánh gì vậy? Làm bánh gì? Dạ, em làm bánh quy mơ ạ. Tự em làm luôn, tự vô gói, đóng gói luôn hả? Dạ, không, trời ơi. Chị bỏ vô thôi, cũng không có gì. Cái này là bán được luôn, vô siêu thị được luôn rồi đó. Khéo vậy? Dạ không, tại hôm qua em chuẩn bị thì nguyên liệu nó cũng không có được đầy đủ nên. Ôi, vậy là đẹp rồi đó. Với lại một năm mở, rồi em chưa có làm. Mở nha. Để em mở cho. Mở, mở, ăn coi. Quà của người ta mà đòi mở quá. Cái bánh ngon quá. Dạ, thật ra em có chuẩn bị cho chị với lại chú Quỳnh Linh, nhưng mà hồi nãy vội quá em không có mang vô được. À, vậy không? Hả? Sao? Thử em coi. Muốn mở quà bạn trai. Hả? Ngon cưng. Tròn cái ha. Dạ, mời anh. Tôi chưa thấy MC nào mà trơ trẽn như MC này. Không mà, xin cái rồi. Hồi nãy ta rủ ăn sáng thì không ăn rồi, giờ đói bụng. Thử coi nhà gái ngon không, ta thử mà. Nhà gái là phải ngon rồi. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Ủa, nhà trai tặng gì cho nhà gái vậy? Dạ, một cái bóp. Dạ, một cái bóp. Bỏ tiền vô. Bỏ tiền, cho tiền đi. Có tiền chưa? Tặng bóp là phải bỏ tiền vô. Bỏ tiền mới may mắn này nè. Đem tiền bỏ vô. Ok anh. Trời ơi, tôi ăn cái bánh mới mất 5.000 nội. Anh xin phép anh bỏ vô giúp em. Dạ. Với lại các bạn. Dạ, ở đây còn một cái gì nữa em cũng chưa biết. Phong thủy nha. Tặng bóp phải bỏ tiền vô nó mới may mắn. Các bạn khán giả theo dõi chương trình, hãy nhớ rằng nếu như tham gia chương trình nào cũng vậy, các bạn tặng bóp là phải bỏ tiền vô cho nó hơn. Dạ. Em nhận được một cây son nữa. Trăng giỡn nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Trời, tỉ mỉ quá, trời, nhà trai tỉ mỉ bánh quá. Bánh ngon quá, dạ. Còn cái nữa nha. Dạ, xin anh tự nhiên. Bánh rất là ngon, rất là thơm. Ngon quá. Dạ. Thôi,
Mình đang làm hai cái làm dữ vậy. Mình đang làm MC. Ok. Đây chị cầm cho. Dạ. Ngon quá. Dạ dạ em ăn ở rất là ngon. Rồi. Nhưng mà hả? Không ăn uống gì nữa hả? Hả? Một chút xuống sân khấu. Nè, có bánh ngon lắm. Đừng làm nhục nhau như vậy. Ủa này làm lâu không vậy Thùy? Dạ em làm chắc là 2 tiếng. 2 tiếng hả? Dạ làm bột thì cũng nhanh nhưng mà em đợi nướng thì cũng lâu. Không mà ngon thiệt á, làm bột gì ạ? Dạ bột mì cho. Bột mì hả? Ủa làm sao mà bánh nó giòn nó ngon? Cho miếng coi. Trời ơi, hai nói chuyện tiếp thì ngon quá. À, em tên là Thùy. Dạ. Công việc của em là gì? Dạ, hiện tại em đang làm kế toán ạ. Vì tính chất nghề nghiệp của em nên đôi lúc em cũng hơi khó tính ạ. Và giờ đến cái mùa báo cáo của em á, thì em rất là stress. Nên là về thì em không có thời gian nấu nướng hay gì hết. Nên là cái thời điểm đó thì em cũng hay tăng ca. Thì lúc đó em rất là dễ quạo. Thì anh cũng hiểu, cái thông cảm với nhà kế toán này nó sẽ rất là áp lực vào cái những cái tùy mà thanh toán lương lậu và các bạn của người. Dạ. Thì hai đứa ngồi đúng. Thì cái đó là anh hoàn toàn anh thông cảm, và nếu mà anh có thể chia sẻ hoặc là có thể giúp đỡ vậy trong cái lúc mà em khó khăn như vậy thì anh hoàn toàn mong đợi. Dạ. Thì công việc của anh thì nó cũng như vậy, thì sẽ có những lúc mà anh phải tăng ca phải chợt. Thì yeah. Thì nó cũng có lúc áp lực như vậy, nhưng mà nó không áp lực bằng công việc kế toán. Cái đó là anh hiểu, tại vì anh cũng có làm một số công ty, anh thấy một số em kế toán rất là áp lực, nên anh hoàn toàn thông cảm mà cũng muốn chia sẻ cái sự áp lực đó của em. Yeah. Em đang làm ở quận Thủ Đức đúng không? À dạ không, em làm ở quận 3. Thì hàng ngày đi làm thì cũng hơi xa, nhưng mà công việc của anh đó là mình phải đi làm thôi. Okay. Hẹn hò sau tuần mấy lần? Thì nếu mà như vậy thì nếu mà mình có cơ hội, em cho anh một cơ hội để mà được hẹn hò với em á, thì không biết khi nào em có điều kiện, có thời gian rảnh để anh được chở em đi hẹn hò đi chơi. Dạ hiện tại thì gia đình em rất là ủng hộ, nên là anh cứ hẹn thì em sẽ có thời gian thôi. Hay quá. Thì anh nhận xét là anh thấy em rất là xinh xắn và cũng tính cách cũng rất là hiền, và anh cũng hy vọng là trong tương lai chúng ta cho nhau một cơ hội và tiến tới với nhau, và anh rất là trân trọng những điều đó. Dạ. Yeah. Hiên hỏi cái vụ mà ví dụ em làm dâu được không Hiến, nhà em có má có bà ngoại hơn 90 tuổi đó Hiến. Còn về cái vấn đề mà làm dâu á, thì thực sự ba mẹ anh cũng rất là mong có con gái. Cũng lớn tuổi rồi nhưng mà cũng làm việc gia đình đó, nên khi mà nếu mà em làm dâu bên nhà anh á là em không phải làm bất cứ thứ gì hết. Bà của anh thì cũng có người chăm sóc, các cô hay đến chăm sóc. Còn nếu mà em muốn trong thời gian ở em muốn ra riêng em ở á, thì anh nghĩ là ba mẹ nào cũng thương con. Nếu mà con cái mình hợp với nhau và có ý định đó thì ba mẹ sẽ chịu làm con cái thôi, anh nghĩ không vấn đề gì cả. Hiến có nhà riêng không Hiến? Dạ có, thì trong quá trình đi làm thì em cũng tiết kiệm, cũng có mua nhà. Dạ. Có rồi hả? Giỏi quá. Rồi quá giỏi rồi, vậy ngon rồi. Nhà của Thùy là có mấy anh chị em? Dạ nhà em thì có ba chị em gái ạ. Ba chị em gái luôn? Dạ. Em là thứ mấy? Em thứ hai ạ. Thứ hai? Dạ. Hai đứa em kia sao rồi? Chị em và em gái em thì đều lập gia đình hết rồi ạ. Vậy đó hả? Dạ. Vậy còn mình em chưa lấy nữa hả? Dạ. Rồi sẵn làm luôn, gọn luôn được rồi đó. Em mà lấy chồng trước chị nha, thấy là hợp lý, đầy đủ điều kiện rồi. Bây giờ mình hướng tới điều xa hơn nữa đi. Dù dạ. Hai đứa lấy nhau bàn bạc coi sanh trai hay gái đầu lòng gì đó, rồi tiền bạc ai giữ thì thế nào, phát triển kinh tế ở đâu rồi như thế nào đó. Bạn kế toán người ta giữ tiền luôn chứ. Đúng dạ rồi. Không em không thích giữ tiền. Em không thích giữ tiền đâu. Ý giữ đi. Dạ không, em thích là bạn trai cũng có biết cách quản lý tài chính của bản thân mình và đều có cái quỹ chung của gia đình. Thì không biết đâu, giữ đi. Trời ơi, giữ tiền đi. Anh muốn người phụ nữ của anh giữ tiền hay là mình tự quản lý cái tài chính của mình ạ? Thì nếu mà em thích thì em giữ tiền, anh hoàn toàn ủng hộ. Không, đừng trả lời nước đôi, trả lời là thích hay không thích, muốn hay không muốn, muốn ai giữ tiền. Đừng trả lời, nếu như em thích thì anh giữ tiền, em giữ tiền, anh ủng hộ, đừng trả lời vậy. Yeah. Anh rất là thích cái suy nghĩ của em là tài chính là bạn nam nào cũng tự chủ được. Và anh nghĩ là trong nếu mà anh có cơ hội đến với em, anh sẽ lo cho em về cái vấn đề mà kinh và cố gắng làm để có thể lo được cho em.
để mà cái tài chính càng ngày càng tốt hơn, để quản lý tài chính để sao cho mình có một cái tương lai tốt sau này, kể cả chuyện con cái. Còn về vấn đề giữ tiền thì em muốn giữ là điều hoàn toàn có thể được anh hoàn toàn ủng hộ. Tại vì em ngày ngày em làm việc với số rồi nên là đến việc gia đình em cũng giữ nữa thì em cảm thấy em kham nhiều quá và em sẽ bị stress, và lúc đó nhiều lúc em sẽ trút giận lên người anh chẳng hạn. Thế không có thì... người phụ nữ nào mà nó cứ giữ tiền nhiều quá tôi bị stress hết trơn á. Suy nghĩ lại đi cưng. Với mấy con thì tiền chỉ cần đủ là được rồi, không cần quá nhiều, không cần. Nói nghe nè, mình giữ tiền cái mình có một sổ mình ghi ra, ví dụ như chi tiêu gì gì mình ghi ra, cái người phụ nữ quán xuyến gia đình nó dễ hơn. Dạ không chị ơi, em mắc bận là đúng không? Không phải em mà giả sử như em quên mất một cái số tiền nào đó cái em sẽ suy nghĩ xong em mất ngủ. Cho nên là em, tại vì em bận em cũng nhớ dai lắm, nên là giả sử như hụt một cái số tiền nào đó cái thì em sẽ ngồi em suy nghĩ xong rồi cái em mất ngủ. Mà tin gì đi, em đẻ một cái là em muốn giữ tiền liền. Vậy là em không muốn giữ tiền đúng không? Dạ, nhân cơ hội này nhận ngay quyền đó em. Nhân cơ hội này hỏi những người phụ nữ hãy luôn luôn nói điều đó với chúng tôi nào. Em nhân cơ hội này nhận giữ tiền. Thật ra em cũng không, em bản thân em cũng không muốn nhận giữ tiền của bạn nào. Vậy hai đứa đưa tiền đây chị giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho. Đưa đây tôi giữ cho, tôi chi tiêu rõ ràng lắm. Trong cuộc đời tại sao lại còn hai con người hiếm thấy thế này ta? Không ai muốn giữ tiền hết vậy ta? Trời ơi. Hai đứa mà không muốn giữ tiền tức là hai đứa phải cực kỳ giàu. Thuê hẳn một kế toán kiểm toán riêng để giữ tiền. Anh tình nguyện giữ tiền cho hai đúng. Đứa. Đúng. Để chị giữ cho. Để anh giữ cho. Để chị giữ cho. Chị sao? Giữ cho. Có giữ không? Thật sự thì em nghĩ là em cũng muốn bạn nữ có một cái tài chính độc lập để bạn có thể lo cho gia đình hoặc là lo cho con cái hoặc là có một cái gì đó sau này nếu mà gặp trục trặc gì á, nên em đó là lý do tại sao mà em không muốn giữ tiền. Và còn về vấn đề em thì vấn đề tài chính của em rất là rõ ràng rồi, về tương lai sau này 5-10 năm thì em rất là định hướng rất là rõ nên. Rồi, thật ra hai bạn này nãy giờ là trêu ghẹo thôi chứ chúng tôi ghẹo các bạn thôi. Không ghẹo. Không ghẹo. Lấy thiệt á. Đưa lấy thiệt nhưng mà là ghẹo thiệt. Là hai bạn này thì rất là rõ ràng về vấn đề tiền bạc, chắc chắn luôn, ai giữ cũng được. Tới lúc đó thì ai giữ cũng được. Quan trọng là chi tiêu như thế nào để lo cho con cái, và hai bạn tự khắc biết điều đó, tại vì hai bạn là cũng trưởng thành hết rồi. Dạ. Nãy giờ là đùa thôi, chứ đưa tiền đây thì tôi giữ thiệt nghe. Rồi, bây giờ qua chuyện tiền bạc nó phải rõ ràng nữa nè. Chuyện con cái. Đúng. Quan điểm về con trai con gái thế nào? Ai thích sinh con trai con gái? Phát biểu luôn. Về cái vấn đề này thì em xin nhường cho nói, bạn nữ. Nói với bạn nữ đi. Về vấn đề này thì anh xin nhường cho em cái sự lựa chọn. Thì nếu em quyết định như thế nào anh cũng ủng hộ. Nhưng mà nếu mà cho anh trả lời trước á, thì anh thích là trai gái, một trai một gái, hai con là đủ. Và nếu mà em thích nhiều hơn thì em... Ừ, em thích nhiều. Dạ, nếu như mà mình có điều kiện thì dĩ nhiên em muốn nhiều con. Giống chị thích nhiều con. Tại vì mình có điều kiện nuôi thôi, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện mà không suy nghĩ về tài chính á, thì dĩ nhiên em thích là nhiều con là tốt hơn. Nhưng mà bây giờ nuôi con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, nên là thôi hai là được rồi chị ạ. Ừ, rồi. Quan điểm một trai một gái rồi, còn em thế nào nói dành cho biết đi. Cái đó điều đó không quyết định được, nên là con đi với mình là tùy duyên, không em không quan trọng trai gái. Con tới tùy duyên, còn gái không chịu không? Thì con gái không cũng em nghĩ được, không sao. Sao không được? Hai đứa gái càng tốt chứ sao không được? Dạ quá tốt. Ừ. Quá tốt. Đẻ thứ hai đứa gái tôi thấy hay lắm, vui lắm. Thôi. Quá tốt. Bây giờ tiến tới đi. Nắm tay Thùy. Anh xin phép gia đình bạn nữ và anh xin phép em được nắm tay em và để cảm nhận hơn về cái tình cảm của anh dành cho em. Hay quá. Dạ. Trời, hai đứa này tôi không hiểu sao mà ngày xưa lại có người từ chối ra, tụi nó dễ thương quá mà. Anh xin phép nắm tay em. Tình yêu đâu có nắm gì. Yeah. Giống như đối tác làm ăn quá. Yeah. Đứng ra đây. Thì hai bàn tay của em rất là lạnh, nhưng mà anh nắm bàn tay của em, anh thấy được cái sự chân thành, tình cảm trong đó. Và nếu mà em nhìn vào anh là một người đàn ông chững chạc, và anh có thể lo được cho em và gia đình sau này, và anh sẽ tin là anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Điều đó là em hoàn toàn tin tưởng. Dạ, em cũng mong anh làm được những điều anh nói trong hôm nay. Anh sẽ làm được. Bạn bài hiếm hiếm. Đừng có buông ra chưa. Ý gì? Không có ngứa đâu, gãi đâu, đúng không? Anh thực sự đến đây thì anh cũng không có chuẩn bị gì nhiều. Anh cũng không có giỏi về vấn đề ca hát, nhưng mà những cái lời anh nói, tình cảm của anh nó là thật lòng, nó là sự thật.
thì anh xin tặng cho em mà chương trình một cái bài hát, cũng anh hát không có hay, yeah. Là thà như thế. Yeah. Cô giấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng, biết nỗi sầu đầy một câu trước khi về rời. Chiều buồn nhẹ nghèo nghe cơn hấp hối chút ngọt ngào, người hỡi hôn nhau đi lần cuối. Thà như thế, thà rằng như thế, thà đừng có nếu kéo, nếu ta gặp nhau chỉ hỡi em. Thôi khỏi đi, chuyển đi, dạ. Chuyển. Em gái hát đi, hát em, hả? Em không có thuộc. Không có thuộc đúng không? Dạ, hát đúng kiểu là hát lần cuối luôn á, sợ hát không kịp á. Hát gấp lắm. Em dạ. Mời em ngồi. Thôi trở về vị trí nào. Những cái gì mà Hiến nói thì bây giờ bạn nhìn Ý Quỳnh, Thùy Thùy suy nghĩ cho nó kỹ ha. Dạ. Hiến đã nói hết những cái gì suy nghĩ của Hiến rồi, bây giờ Thùy suy nghĩ cho kỹ, mình đưa ra quyết định của trái tim mình nha. Để tay mình nút bấm đi Hiến. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể đùa vui chút xíu, chúng ta có thể trò chuyện với nhau thông qua người thân của chúng ta, góp ý hết rồi, mình xem tính cách hai người thế nào, lắng lòng lại một chút xíu, cảm nhận xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng bấm ngay cái nút đó, còn nếu không không cần bấm, nhường cái nút bấm cho người khác. Và khi bấm chúng ta phải có trách nhiệm về những quyết định của mình nha các bạn ha. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Hai bạn chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau đi nào. Nào. Nụ hôn đầu đời coi nào. Anh có thể anh cứ là em, anh biết là em rất là ngại và dạ. Và anh thực sự đây là lần đầu tiên anh nắm tay bạn gái. Nó là khoảng tầm cũng phải gần 20 năm rồi, và anh có lại cảm giác này, anh rất là trân trọng. Thì anh rất muốn được hôn lên má em, và anh sẽ nhớ mãi cái khoảnh khắc này. Em có thể cho phép anh được làm điều đó không? Dạ. Okay, cảm ơn em. Tuyệt vời. Để Nguyên chưa? Nụ hôn đầu tiên nó phải lắng đọng chút xíu Hiến, từ từ nào. Từ từ, nhẹ nhàng, để Nguyên không có hửi gì vậy được. Anh sẽ phép hôn lại. Để Nguyên. Thôi là bạn ngữ hơi ngại. Rồi. Dạ. Bây giờ vậy. Bánh này ngon lắm. Đừng có xin nữa của người ta. Không có, không có xin. Tính sao? Bây giờ Hiến cầm cái đi. Dạ. Đó, hai cái. Để cho bạn Thùy cầm cái. Dạ. Cầm tay bên kia kìa. Buông cái tay ra đi. Rồi. Cầm tay bên đây. Đó. Ăn bánh đi. Đó, okay. Để đi, để đi. Mời bà mối ăn bánh. Bánh tình, bánh nghĩa. Từ nãy giờ. Bánh phu thê. Mời tôi ăn bánh. Chứng kiến hai đứa nó hạnh phúc ăn cái bánh hôm nay. Nhớ ngày đặc biệt này nha hai đứa. Không thể nào quên được. Yeah. Người đi bánh ở lại nhé. Yeah. Nói vậy thôi chứ. Tuyệt vời lắm. Yeah. Trong giây phút này, anh còn hạnh phúc lây cho tụi em nữa. Yeah. Những lời em nói á, nó làm rung động trái tim hàng triệu người. Yeah. Không riêng gì Thùy đâu. Yeah. Thùy có rung động không? Yeah. Rung động tới mức mà anh thấy bánh càng ngon hơn nữa. Thôi. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Rồi tặng quà đi em. Chả bánh cho người ta. Chả bánh cho người ta. Hả? Chả bánh. Đừng làm vậy. Tuyệt vời. Những giây phút này không bao giờ mình quên được hết. Hai đứa hạnh phúc một, mà khán giả hạnh phúc nhiều hơn nữa nha. Chú cố gắng giữ lấy những cái gì mình đang nói nha Hiến nha. Dạ. Chú lên trước. Rồi.